Truy cập hoasengroup.vn để mua ống kẽm trực tuyến. Ống kẽm Hoa Sen, tiêu chuẩn Mỹ. Chiếc xe tải này lưu thông đến thành phố Ninh Bình thì bị tổ công tác của Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình bất ngờ kiểm tra. Hàng hóa trên xe đều là vật tư, thiết bị y tế và hơn 23.000 loại tân dược là thuốc kháng sinh, que thử test COVID-19 và nhiều loại tân dược dùng để điều trị COVID-19. Toàn bộ lô hàng này không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Lái xe khai nhận được thuê chở lô thuốc này từ Hà Nội để giao cho các nhà thuốc ở thành phố Ninh Bình tiêu thụ. Que thử test thì là hiện nay là hàng của đó là có hai cái loại mặt hàng chính, là một là do Trung Quốc sản xuất, hai là do Đức sản xuất. Cái đa số là cái que test nhanh nước bọt thì là do Đức sản xuất. Đấy, thì toàn bộ hiện nay đến thời điểm liên quan đến kiểm tra lô hàng này cũng đều không có bất cứ một cái thủ tục chứng minh cái nguồn gốc xuất xứ. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện nhiều loại thuốc kháng sinh đặc trị chỉ được bán tại nhà thuốc trong bệnh viện cũng được tuồn ra thị trường. Thậm chí nhiều hộp xông tinh dầu kháng COVID-19, hộp xịt họng kháng khuẩn nhưng không có hướng dẫn sử dụng. Đáng chú ý, nhiều loại thuốc kháng sinh và cả thuốc đặc trị COVID-19 do nước ngoài sản xuất nhưng không được cơ quan y tế cấp phép nhập khẩu và lưu hành trong nước. Các mặt hàng là chưa được phép lưu hành trên thị trường. Đấy, đặc biệt là hàng là thuốc chữa bệnh là do Nga sản xuất. Và toàn bộ về test COVID nhanh, test nước bọt và test mũi là cũng đều tất cả các mặt hàng đều không có hóa đơn chứng từ. Theo cơ quan công an, các đối tượng đã liên lạc bằng nhiều hình thức với nhau và không thanh toán tiền trực tiếp, gây khó khăn cho quá trình điều tra. Hiện toàn bộ lô hàng thuốc điều trị COVID-19 này đã bị tạm giữ để điều tra nơi cung cấp và các cửa hàng tiêu thụ ở thành phố Ninh Bình để xử lý theo quy định của pháp luật. Trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, thì cái việc vận chuyển các lô hàng vật tư thiết bị y tế phòng chống dịch không rõ nguồn gốc như thế này không thể khẳng định là có tác dụng phòng chống dịch COVID-19 mà còn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng cũng như công tác phòng chống dịch bệnh.